Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị để cho quý vị những người nào có những cái sở thích yêu nghệ thuật về đồ gỗ thì chúng ta hãy xem ba cái tác phẩm này. Ba cái tác phẩm chum phú quý của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu được làm trên cái chất liệu bằng gỗ bằng lăng. Quý vị đã bao giờ nghe thấy cái dòng gỗ bằng lăng chưa? Cái gỗ bằng lăng là một trong những cái dòng gỗ nó rất là đẹp, màu nó giữ rất là lâu và nó không có bị xuống màu. Hai nữa là cái vân chun của nó rất là đẹp. Quý vị có thể chiêm ngưỡng một số các cái vân chun của nó ở đây. Như cái bình to này, quý vị nhìn thấy các cái đường đường vân với đường chun của nó này. Đây. Nó xoáy này. Đấy, nó rất là đẹp đúng không ạ? Đây. Mà nó thể hiện cho chúng ta rất là rõ. Còn các cái đường chun này, đây anh em nhìn này. Đây. Vằn vằn này này, đây này. Đấy. Còn đây là các cái đường đường vân của nó. Đấy. Bên quả bên này cũng thế này. Vân này, chun này. Đấy, chun nó chém ngang này. Đây là chun, bên này cũng thế này. Đấy. Chun thì nó kiểu như là nó chạy nó vần 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 này, cái chun ấy. Đấy. Còn những cái này là những cái vân này. Đấy. Đây là vân này. Vân này. Đây là chun này, chun nó chạy ngang này. Đấy. Về cái chum bình phú quý này ấy, thì cũng xin chia sẻ cho quý vị như cái quả to này này là nó cao 60. Đấy. Cao 60. Đường kính của cái quả này nó rơi vào khoảng độ hơn 20. Đấy. Hay 21 thì 21, 25 thì đấy. Đấy. Để xem nó là bao nhiêu. 23, đường kính nó là 23 đấy. Đấy. Còn cái quả này thì đường kính của nó là 10 14 15, quả này 14, quả này 15 này. Đấy. Về cái chiều cao thì như cái quả này là cao 64 và quả này thì cao 61. Đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Anh em ngắm thấy đẹp không? Ba cái tác phẩm này thì chia sẻ cho anh em là giá thành nó chỉ có 5 triệu thôi. Nó rất là rẻ. Ba cái quả này á thì chúng ta trưng bày ở phòng làm việc cũng được. Bởi vì cái phòng làm việc mà chúng ta trưng bày ấy, chúng ta sẽ có những cái chỗ trưng bày như là ở cạnh bên ngoài của cái bàn làm việc chúng ta trưng bày một quả. Đấy. Rồi thì kê ở những cái giá kê trang trí chúng ta trưng bày. Đấy. Rồi thì chúng ta trưng bày ở cạnh cái tivi ở phòng khách ấy. Nó có rất nhiều các cái chỗ để chúng ta trưng bày. Cho nên là tại sao thì những cái sản phẩm như thế này nó rất là đẹp. Rồi thì những cái nhà hàng hay là khách sạn ấy, thì người ta có những cái phần chỗ trang trí ấy, thì đưa những cái sản phẩm này vào trang trí ở những cái điểm đấy nó rất là bắt mắt. Bởi vì cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm nó rất là đẹp. Vân nó đẹp, màu nó cũng đẹp và cái dáng tiện nó cũng rất là đẹp. Bởi vì là khi mà chúng ta trưng bày cái này thì để nó thu hút tài lộc, nó mang lại những cái luồng khí tốt cho gia chủ và nó kích cầu cái việc kinh doanh buôn bán. Đấy, nó làm cho cái không gian thêm sang trọng, lịch sự, đúng không ạ? Và cái giá thành thì nói với quý vị, nếu như chúng ta nói một cách ngắn gọn là khi mà chúng ta đã chọn lựa được các phôi gỗ này rồi. Đấy. Rồi thì chúng ta mất một cái công tiện. Xong bắt đầu lại đánh giấy ráp, xong bắt đầu mới phun sơn. Đúng không ạ? Nó mất rất là nhiều công. Thế mà bây giờ mà ba cái tác phẩm này nếu như là làm theo hàng đặt thì cả gỗ này thì 5 triệu là không đủ. Thế nhưng mà vì là chúng tôi làm một lô này
cho nên là nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng bán nó rẻ hơn. Chứ còn nếu mà đi đặt mà ba cái quả này thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Đấy. Thế thì nếu như quý vị nào mà muốn trưng bày, muốn sở hữu ấy, cái dòng gỗ này, cái kiểu cách này, thì quý vị liên hệ với chúng tôi. Bởi vì cái gỗ này nó là gỗ rất là bền. Đấy, vân chu nó đẹp, màu sắc nó đẹp, mà chúng ta không mua thì nó cũng rất là phí, đúng không ạ? Thế cho nên là đã rẻ lại đẹp, mà chất gỗ nó lại bền. Đấy, cho nên là ở đây thì chúng tôi cũng không có nhiều đâu. Là một lô này thì chúng tôi bán cũng tương đối là gần hết rồi, chỉ còn có mấy bình nữa thôi. Thế cho nên là nếu như anh em nào mà muốn sở hữu những cái bình phú quý của chúng tôi như thế này, đấy, được làm trên cái chất liệu gỗ bằng lăng ấy, thì anh em hãy liên hệ. Cảm ơn anh em rất là nhiều.